một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh. Yeah. Gia đình là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi đây, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi thay, ta vẫn muốn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh. 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 Gia đình mình như cột đèn, hôm nay vẫn chuyện lên tin. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có những khi vô tình, nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh em đã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh. Gia đình là số một. Sáng thầy quên dặn em, ngày mai nhớ mặc áo sơ mi trắng nghe. Với lại đem cái bộ vest của ba em cho thầy mượn nghe. Không có ai nói năng gì nữa hết á. Tôi nói không được là không được. Chị em mình ở đây tới sáng mai thôi. Ngày mai chị em mình không có ở đây nữa đâu. Con mệt mỏi lắm rồi ba ơi. Hai đứa nhỏ nó không có chỗ đi đi thì cho nó ngủ nhờ lạng đêm. Nó làm gì tới tối rồi, làm gì mà khó chịu vậy? Vậy thôi được rồi, sáng mai con sẽ đuổi tụi nó đi. Mọi người ta chuẩn bị xong hết rồi mà mấy người bưng quả giờ này cũng chưa thấy tới nữa. Dạ dạ, tới liền, cô yên tâm. Mà nè con vô thay đồ đi, để kẻo trễ rồi đó. Dạ rồi rồi, con vô liền. Trời, con vô đi. Nhanh nhanh đi con. Dạ dạ dạ. Nhanh đi. Alo, bà vợ. Alo, Nguyên hả? Nguyên, em sao rồi? Sao giờ này em chưa tới nhà thầy nữa? Hả? Ai vậy trời ơi? Thầy đã. Nguyên.
làm cái gì, em làm vậy là chết thầy rồi. Trời ơi, cái lúc không cần gặp nhau cứ ôm thầy hoài, cái lúc thầy cần thì em quăng thầy nguyên cái bom là sao? Trời ơi, Nguyên ơi, em giết thầy rồi Nguyên ơi. Trời ơi, trời ơi. Đồ của ai vậy trời? Chín tiếng nữa là được gặp lại em rồi. Tiếng chim hót líu lo chào mừng ngày mới, như muốn hòa ca chúc phúc cho cuộc gặp gỡ của đôi ta, như thốt lên lời nhớ thương của ta gửi tới em. Lễ liễu xinh đẹp của ta ơi, em đang làm gì để chào đón buổi sáng này? Xong chưa cô ơi? Cô gấp lắm rồi nè cô. Còn lâu lắm, chờ thêm chút nữa đi. Nói thiệt với con á, từ hồi xưa tới bây giờ gia đình cô không bao giờ mướn người giúp việc mà ở lại đêm như vậy đâu. Vả lại con còn dắt thêm gái nữa. Nhưng mà cô thấy hoàn cảnh hai chị em con cũng khó khăn, chứ lại cũng nhờ con mà cô bắt được tên trộm hôm qua, cho nên cô quyết định là để cho con ở lại đây làm việc. Thiệt á cô? Con cảm ơn cô, con cảm ơn cô nhiều lắm. Ráng làm việc cho tốt nha. Dạ, con cảm ơn cô. Tâm Anh ơi. Dạ. Xuống con đi em. Ủa, mọi người ăn xong rồi hả chị? Em đói lắm rồi. Thịt sườn rồi. Em ăn canh đi, canh cũng ngon mà. Nhờ bắt được ăn trộm nó mới được ở lại hả? Ôi trời ơi, nhục nhã ghê chưa. Nè nhỏ kia, ai cho mày ra? Mình có làm gì đâu, mình chỉ liếm xương thôi mà. Mày biết cái muỗng này của ai không? Không, mình thấy cái muỗng ở trên bàn nên mình lấy ăn đặng. Trời ơi, món nhỏ là của người nhỏ, nhà này tao là người nhỏ nhất, tao làm chi nên cái muỗng này là của tao. Nếu mà cần á thì mày có thể mày gọi tao là má thiên hạ cũng được. Không được đụng vào đồ của tao, hiểu chưa? Lâm Chi à, chị xin lỗi, chị sẽ không xài cái muỗng đó nữa đâu. Tâm Anh, em xài cái muỗng này đi. Trời ơi. Hết cái muỗng nhỏ này chưa đủ sao giờ bà thím? Rồi tới cái muỗng này nữa. Bà thím có biết muỗng này của ai không? Của má thiên hạ đó. Trời ơi, hai chị em mấy người làm tôi già trước tuổi. Hai khối muỗng này đụng đất đi. Ba đi chưa? Ba xuống liền. Đi con. Tôi xin hai chị em mấy người cho tôi có tuổi thơ của tôi đi, đừng cướp tuổi thơ tôi nữa ha. Mệt mỏi quá. Ba, chờ con với.
như một bà cụ non. Còn 21 tiếng nữa là anh được gặp lại Nhiễu rồi. Thời gian như trôi chậm lại. Anh không biết làm gì nên đi cắt tóc. Và rồi ngày mai khi mình gặp lại nhau, trước mặt em, anh sẽ là một chàng trai khôi ngô túng túng. Liệu có biết không, lòng anh tự dưng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến một cách kỳ lạ. Dạ anh chào anh. Ủa ai đây? À, dạ em là Diễm My, giáo viên dạy tiếng Anh cho Trạng Nguyên á. À, thì ra là con sâu rượu. Chào cô nha. Mới gặp lần đầu tiên, bất lịch sự. Đây, em hãy nhớ cho kỹ nha, cấu trúc câu nè. Not A, but B. Không phải A mà là B. Cái này là cấu trúc câu nhấn mạnh B, biết chưa? Nhớ nha. Rồi, bây giờ em làm cho cô ví dụ một câu đi. Với cái cấu trúc này nè, not A, but B. Not bị say rượu, bớt mất tự chủ do rượu. Nè, em đang nói cô á hả? Mất tự chủ do say rượu hả? Ủa, em là không đúng hả cô? Hay là em nói đúng tim đen của cô rồi? Nó trúng tim đen, bớt em muốn bị ăn đòn không? Nó muốn bị ăn đòn, bớt cô muốn chết trước không? Nó cô sẽ không chết trước, bớt em sẽ chết trước dưới tay cô đó biết không? Nó chết dưới tay cô, bớt tôi cô chết trước á. Công nhận tiếng Anh của hai người ghê thiệt. Cho cậu mượn cái máy tính nha. Đừng bận tâm đến chuyện người khác. Lo dạy học thì học đi. Alo nghe nè. Ờ bữa đó chắc không tới được rồi. Bận làm luận văn. Chắc là chỉ tới được ngày đám cưới thôi. Còn mấy ngày khác chắc không tới được đâu. Ừ vậy nha. Bọn sắp đi đám cưới ai hả? Nốt bận tâm đến chuyện người khác, bớt lo chuyện dạy học đi. Trời ơi bà. Ủa con, sao đứng đó? Lại đây coi chung nè. Dạ thôi, con đứng đây coi cũng được. Ai cho mày xem đá, dạ còn của mày đây. Cho bạn coi chung được mà con. Thôi. Trời ơi trời. Ba. Lại coi chúng tụi con ba mắc cười lắm ba. Trời ơi. Trên thế gian này không có chuyện gì vui bằng chuyện được gặp tình yêu của đời mình. Chỉ còn 17 tiếng nữa thôi là anh có thể gặp được em rồi. Giang ơi, hãy trôi thiệt nhanh. À, bà. Cái thằng này. Trời ơi, Nguyên Đệ ơi. Giỡn gì kỳ vậy? Ăn con nào phải ngồi con hướng chứ. Giỡn đau em chết luôn à. Bà xin lỗi, bà xin lỗi. Còn tiếp đi, còn tiếp. Ba. Cô xin lỗi, cô không có ý định làm phiền em đâu. Cảm ơn em. Có ai gọi cho cô không vậy? Dạ không thưa bà cô. Thế sao kỳ vậy ta, hôm nay điện thoại hết pin. Điện thoại còn pin kia kìa. Bởi vậy sao cô mà để quên điện thoại ở phòng tôi một lần nữa là coi như nó tan bành. À, sao em nóng quá vậy? Thật ra tại vì tối hôm qua cái thằng nhóc trẻ trâu này thái độ vậy hả? Thử đi ra coi, cho một cước thì thôi luôn á. Cô làm cái gì vậy cô? Xin lỗi anh nha. Không có cố ý. Tại không biết anh đi ra cửa lại. Xin lỗi anh. Đừng xin lỗi nữa. Không sao đâu. Vậy nha, chào cô. Nhưng mà anh ơi. Gì nữa cô? Không. Anh có thể cho tôi đi nhờ xe của anh ra trạm xe buýt gần đây được không?
tại vì á, để quên điện thoại ở đây, xong có tôi quay lại đây lấy, xong rồi trễ hẹn với bạn rồi. Nhưng mà gần đây á cũng không có trạm xe buýt trước nhà anh nữa, tôi phải đi bộ ra cái trạm xe buýt gần nhà anh thôi, như vậy thì mất thời gian lắm, trễ hẹn rồi, cho nên cho đi ké được không? Thôi được rồi, vậy thì lên xe thôi. Yeah, cảm ơn anh. À, xin lỗi. Cô tránh xa tôi xíu với cô. Hình như anh là bác sĩ phải không? Tôi mới nhạc nha. Dạ. Buổi tối dài như thế kỷ cuối cùng cũng đã trôi qua. Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi tôi được gặp em rồi. Ôi sao tim tôi lại đập nhanh như vậy không biết. Tôi làm hết phần việc của tôi rồi mà. Phần còn lại tôi giao cho chị Ngân. Anh hỏi kỹ chị chưa? Nếu vậy là không được rồi. Phần việc của ai người đấy làm, đã phân công hết rồi mà. Đã đến lúc gặp em rồi. Tim ta càng lúc càng đập mạnh, như muốn nổ tung khỏi lồng ngực luôn nè. Ba! Ba đi đâu vậy? Trời ơi, bữa nay mày nói được giọng vợ mày luôn hả? Dạ đâu có. Gọi con kìa. Ba đi đâu rồi? Bà đi công chuyện chút. Anh, bữa giờ ba còn gặp cô hiệu phó đó không? Bữa giờ anh cũng không biết nữa, ít thấy ba ra đường lắm, chắc là không có đâu. Ba mới thay đồ nữa kìa, anh đi theo dõi ba liền đi. Kêu anh đi theo dõi ba hả? Làm vậy sao được? Bây giờ tôi nói đi là đi không? Anh chịu chết hả? Đi không? Tôi nghe nè. Đang trên xe. Ủa sao gấp vậy? Hẹn nhau 30 phút ở trạm dừng chân mà. Ừ, tôi đang lấy xe. Ờ vậy nha. Ừ, nói chuyện không lâu không tiện đâu. Bye nha. Ừ. Tới rồi. Xin lỗi anh nha, ngủ quên. Tại bữa giờ thiếu ngủ quá. Nãy giờ ngủ cũng được 5 phút rồi phải không? Ủa, cô lên xe hả? Ủa sao núi với rừng với cây không vậy anh? Chết rồi. Anh ơi tấp vô giùm tôi. Tấp vô giùm tôi đi. Ủa anh ơi, hình như đây đâu phải chạm xe đâu. Anh quên cái gì vậy? Không phải, tại vì tôi lỡ đưa cô tới địa phận Cần Giờ rồi. Bình tĩnh. Tại vì tôi có ra một người bạn đám cưới ở Cần Giờ. Bây giờ tôi đang trên đường ăn đám cưới nè. Ai ngờ tôi thấy cô vẫn còn trên xe. Tôi quên mà tôi... Nó có xuống xe hồi nào đâu. Tự nhiên tôi đâu có vui đàn đám cưới nào. Tôi chỉ muốn kìa anh chở ra chạm xe buýt ra. Mình chở người ta xuống Cần Giờ. Vậy bây giờ phải làm sao? Liễu à, tôi nhớ bà lắm. Chờ đến ngày hôm nay á, thời gian nó trôi như hàng thế kỷ vậy. Xa nhau lâu như vậy
tôi mới cảm nhận là tình cảm tôi dành cho bà là càng lúc càng nhiều. Tôi biết là thời gian qua tôi đã làm cho bà buồn nhiều. Sau này sẽ không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra nữa đâu Liễu. Tôi rất xin lỗi ông. Liễu ơi, bà... Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Bà nói cái gì? Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Gia đình ông đã phản đối như vậy thì chúng ta cũng không nên. Bà đừng có bận tâm cho cái chuyện đó. Tôi hứa là tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Với lại giờ đây, niềm tin của tôi đối với ông đã không còn như trước nữa. Sao vậy? Chừng tuổi này rồi, được gặp nhau, cảm mến nhau đó là nhân duyên. Và tôi rất là trân trọng mọi thứ mà chúng ta có được. Chúng ta không thể yêu nhau giống như là những người trẻ tuổi. Dạ được cho phép thì được yêu, còn bằng không thì thôi vậy. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là tôi rất trân trọng những tình cảm, những gì mà chúng ta có. Và điều quan trọng nhất của chúng ta đó là niềm tin. Nhưng mà giờ đây tôi đã không còn tin ông như trước nữa, sau khi đã nhìn thấy bộ dạng của ông tối hôm đó. Cái chuyện mà tối hôm đó đó, nó xảy ra một cách quá bất ngờ đi. Tôi mong là Liễu hãy suy nghĩ lại. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi ra quyết định này. Mong ông hãy tôn trọng quyết định này của tôi. Làm ơn cho tôi một cơ hội nữa đi. Không được đâu. Tôi xin lỗi ông. Thôi, tôi xin phép đi trước. Ông nhớ về nhà cẩn thận. Và phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình đó. Nếu như ngày đó ta không gặp nhau thì chắc nay đã không u sầu. Nếu như ngày đó tiếng yêu không phai màu thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó anh không lừa dối thì tình đôi ta đã không lạc lối. Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi, một mình em về chốn xa xôi. Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau. Đã yêu thật rồi sao sát xôi nhau. Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau. Thôi ta đành cố quên mau người ơi. Đừng là cho trời ân ái gieo bao trái ngang. Giấc mơ phải tàn mình em khóc than. Trái cây phủ vàng lòng ta nát tan. Dù có bên nhau thì cũng đã buồn. Mà đúng là bị điên nè. Tự nhiên bỏ tôi ở nơi khỉ ho cò gáy gì nè. Rồi bây giờ bồ tính sao? Rồi anh ta có chở bồ về Sài Gòn không vậy? Tôi nhờ ông chở ra bến xe để bắt xe về Sài Gòn lại rồi. Tưởng đâu đi nhờ xe được thoải mái, ai về ra nông nổi gì nè. Ê Diễm My 96 ơi, có khi nào ông thích em không ta? Gì? Tại vì anh thấy ha, không có ai bị điên á mà đang cho người ta quá gian cái chạy thẳng ở Cần Giờ hết. Mà đi ra biển thì đâu có ở ngoài đường được, phải đi vô khách sạn. Trời ơi My ơi, em sắp làm mẹ rồi My. Không dám đâu, anh tưởng tượng hơi quá rồi đó. Không có đâu, kêu này anh xài hoài mà My. Có gì anh dùng hả? Anh dùng với em đó. Ấy đúng rồi đó bồ. Nhiều khi á hả,
hắn sử dụng cái tuyệt chiêu đó là tuyệt chiêu sát gái á. Hắn tỏ ra không quan tâm và vô tình với cô gái mà hắn để ý, và sau đó khiến cô gái của mình xa vào lưới tình của anh ta. Cô giáo, nước không? Vậy thôi nha. Ê, Diễm My 96 ơi, có khi nào ổng thích em không ta? Ủa gì vậy? Bạn tôi đó, mình ghé chút nha, chắc cô không phiền đâu. Ê, lâu quá không gặp, tôi tưởng là xa xôi vậy ông không tới chứ. Ông nói tôi, ông tới đó. Ủa rồi còn Tuân đâu? Tuân hả? Kìa, nó tới đây kìa. Hey, tôi nè. Ừ. Lâu rồi không gặp, đi nhậu không? Ờ, chắc không được đâu, tôi phải ghé bến xe để có chút chuyện. Không sao đâu. Nó cô giáo mình đi chung với mình không đi, vui. Ừ. Đi ăn chút được, tại cũng hơi đói. Đó, có được rồi. Rồi. Đi đi nhanh, đi đi. Nhưng mà không có nhường nhị á, đi đi. Đi. Rồi. Nhanh 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 nhanh. Rồi bốn người. Chạy đi. Em uống không có được nhiều. Em nhấp môi thôi. À, nhấp môi. Nhấp môi thôi. Tôi xin thú thật, ngay lần đầu gặp cô, tôi để ý tới cô rồi. Trời đất ơi, ba sốt cao quá rồi nè. Bây giờ em đi ra ngoài, anh ở nhà anh canh chừng ba. Nhất định là không có được cho ba đi ra ngoài đường nghe chưa. Xem tập 12 Gia đình là số 1 phần 2 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 21 tháng 3 năm 2019 trên kênh HTV7.
Gia đình là số một, oh, oh, oh. 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 Gia đình là số một, oh, oh, oh.